Chào cả nhà nha, chào cả nhà buổi sáng. Chúc cả nhà một buổi sáng coi như vạn điều may mắn, ngàn ngàn điều tốt lành nha cả nhà. Cái thời buổi bây giờ nói không nói xui rủi chứ mùa dịch này trời kêu ai nói dạ thôi. Nên Ngân Thảo nói lòng ngay nói thẳng, mình cứ mong sao những điều sức khỏe tốt đẹp nhất rồi là được rồi cả nhà, may mắn là được rồi. Chứ không có biết được cái chuyện xui rủi như nào. Ai cũng mong những điều tốt đẹp hết ha. Ngân Thảo mến chúc cả nhà những điều may mắn và tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha. Chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. Rồi mời cả nhà song hành cùng Ngân Thảo đi thăm bãi tiếp nha cả nhà. Đây là thăm khu sân bay này cả nhà. Đây là thăm khu sân bay. Rồi. Quên cái bẫy rồi, không biết để đâu, chắc ở đâu đây thôi, hình như đây thì phải, đúng rồi. Ồ, cái bẫy này à, như kỳ rồi chết chuột quăng đại bẫy vô sao. Còn chuột mà chuột chết rồi, còn nửa tháng mới đi thăm, nắng quá chuột chết rồi cả nhà. Mình kiếm chỗ mát mát mình bỏ chuột cho mình đặt, cái này nắng quá dễ chết chuột. Mấy cái rồi không có dính cả nhà, nắng quá mệt thở không nổi đâu. Giờ thăm cái này là cái chỗ mà dính hai con hổ dện với con hổ hành khủng rồi nè, đã từng dính rồi nè. Gà chui vô nó hơi lắc nghe thông cảm nha, hai tuần rồi mới thăm không biết có còn không có dính với còn sống chết. Đây một lọt toàn lá không chắc chuột nó lôi vô. Ồ, nhẹ hửng dính chuột sống rồi chết rồi, lôi ra mới biết bắt đầu chuột chết luôn rồi, chuột chết ngậm luôn. Để vô chuột bắt lại rồi nha, không có thời gian đi thăm, nắng quá nó chết. Tiếp tục thăm cái nữa rồi nha, nắng quá không dính rồi nha, chuột chết hết. Đây giống cái chuột còn sống, lấy cái tấm áo của chú bộ đội chuột đi nè, cái quần của chú bộ đội chuột đi che lên. Ồ, không có dính mà chuột nó còn sống, nó làm ổ này, gọi là ổ tròn rỗng ở đây, sống bình yên luôn. Này con rắn, cạnh con rắn là thấy đường vô bắt nó, để xử lý lại, để xử lý lại để đặt rồi mọi người xem tiếp nha. Bay hơi ồn, thăm cái này nữa kìa, cái này cái huyền thoại của mình hay dính, nhưng mà hai lần rồi nó dính chắc hết rắn rồi. Bây giờ thăm thử nó có dính, nó dính thì cũng để đại thôi chứ mà nắng không biết giờ đi đâu hết, bởi không vẫn để đây. Bởi này là bởi mình để đại lên, vậy nên lần trước con hồ hành nó vô nó chết. Gì nữa rồi, im ru rồi, chuột vẫn sống, sống đặc tiếp trong núi mày, chưa nào có rắn thôi, cái này chưa hết rồi. Cảm ơn cả nhà. Chứ xin đỏ cái vật cho mình được.
Hôm nay lại lại tiếp tục bảo bảo tồn rắn nha nha. Rắn mình bảo tồn rồi bảo tồn vậy nó mới tồn tại nha. Trong trong người mình chứ còn nếu mà rắn mà mình thả về thiên nhiên hay là các thứ là nó bảo tồn nó là người khác bắt mất á chứ không phải tự nhiên. Anh nụ là phần ít nhất phải bày ngay. Bày ngay bày lắm cho tôi. Chỉnh đây. Là mực ở ngoài mực ngoài vũng án gửi vô nha. Ngoài cảng ngoài ngoài bọc mua xa vũng án á. Ngoài ở trong này đâu. Mực này lúc trước mình có làm clip mà ăn mực nhảy đó, nhảy nó tách ra con này đó. Cái cáo cáo mới ngủ nè. Chào cả nhà, mời cả nhà uống rượu nha. Uống rượu mặt rắn nha cả nhà. Đã chuẩn. Mời cả nhà dùng với gia đình chúng tôi nha. Đừng bữa em ơi. Mời xin mời cả nhà nha. Chúc cả nhà dùng bữa ngon miệng, chúc cả nhà sức khỏe nha. Thanh bản lên tía tía nó đâm hơn cái đi thì. Đâm tới hàng kiểu đi đi. Hôm nay không có cắt tiết, mấy đứa cắt tiết nó làm rượu hẳn thấy ngon. Hôm nay làm hồ hành ký rồi nha. Hồ hành ký con mà dính ở trong chỗ bà bảy thăm cuối năm á. Thăm cuối năm dính một cặp á. Là làm con đó, làm con lớn. Em bình tĩnh đi. Còn hai con nhỏ đưa cho thằng em rồi. Ôi sao mấy cái hôn đó. Hai con nhỏ ký rưỡi đưa cho thằng em rồi. Ký 6 đưa cho thằng em. 500 triệu. 500 triệu, ít nhất là 500. Rồi mời cả nhà nha. Đậu ra thì 50.